Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một kiện hàng, một mẫu áo thun đến từ thương hiệu Lacoste. Sản phẩm này đã được ship.vn mua tại Joman Shop, một seller uy tín ở Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ với bang Aura bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đã đặt mua trực tuyến website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này đã được mình mở ra sẵn để có thể kiểm tra mẫu áo thun bên trong. Này, bên trong chúng ta sẽ có giấy gói nè, cùng với đó là hóa đơn từ Choma và một tích cơ quảng cáo từ họ thôi, rất là đơn giản. Mình sẽ để qua một bên nha. Và đây chính là chiếc áo thun với một cái tông màu khá là sáng. Nói sơ về thương hiệu Lacoste cho những bạn nào chưa biết thì Lacoste là một công ty của Pháp được thành lập vào năm 1933 với vận động viên quần vợt đó là Grand Lacoste và doanh nhân Henri Zeller. Thương hiệu chuyên bán quần áo, giày dép, đồ thể thao, kính mắt, đồ da, nước hoa, khăn tắm và đồng hồ. Công ty có thể được nhận biết bởi biểu tượng chú cá sấu màu xanh lá cây. Và Rencor Lacoste là người đã sáng lập công ty, được người hâm mộ đặc biệt danh là cá sấu vì sự ngoan cường của ông trên sân quần vợt. Vào tháng 11 năm 2012 thì Lacoste đã được mua lại hoàn toàn bởi tập đoàn Morpheus của gia đình Thụy Sĩ. Rồi, đó là một vài thông tin tổng quan về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết nhé. Còn bây giờ mình sẽ đi sâu vào sản phẩm bên trong của chúng ta nhé. Đây chính là chiếc áo thun Lacoste của chúng ta ngày hôm nay. Rất là đẹp với một cái tông màu rất là sáng như thế này. Mẫu sản phẩm này sẽ có tên là Lacoste Men Motion Ultra Light Blue Cotton Polo Shirt, một chiếc áo thun polo đến từ thương hiệu Lacoste. Đây là một sản phẩm phải nói là chủ lực của Lacoste luôn nha các bạn. Mã của sản phẩm này sẽ là PH5109-10-TR7. Size áo trên mẫu này sẽ là size 3. Áo sơ mi polo của Lacoste sẽ bằng cotton và polyester, có form dáng rất là vừa vặn nè. Cổ áo polo thì có gân, có dây kéo khóa phía trước cổ áo. Đây, mình sẽ hơi có những chiếc tắt thì nó hơi khó thấy một chút xíu nha. Mình sẽ cố gắng để qua một bên. Đây, vì sản phẩm khách hàng mình sẽ để nguyên siêu cho nên là mình sẽ không đụng vào can thiệp vào bên trong và mình chỉ để cho các bạn xem qua bên ngoài thôi. Đây là cũng là một chiếc túi trong suốt cho nên các bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được. Đây nè các bạn, cái chiếc khóa kéo nó nằm ở đây nè, chiếc tab thì nó che gần hết rồi, rất là đáng tiếc. Đây lớp khóa kéo của chúng ta nó hơi chật vật một chút xíu nha các bạn, tại vì chiếc tab này nó che khá là nhiều cái phần cổ rồi. Bên dưới cổ chúng ta sẽ có một cái khóa này, khóa kéo. Rồi lát nữa mình nếu mình lấy ra được thì mình sẽ quay cho các bạn rõ hơn. Bây giờ mình sẽ nói tiếp về phần cổ tay áo. Thì tay áo khá là ngắn với băng tay, cũng sẽ có gân viền áo thẳng, logo cá sấu silicone ở trước ngực. Mình không có lấy ra cho các bạn xem được, rất là đáng tiếc. Đây, đây logo chiếc chú cá sấu của chúng ta ở đây. Đây là bằng silicone nha các bạn. Thương hiệu Lacoste thì phải ở phía trước và huy hiệu silicone đặc trưng ở phía sau nữa. Tuy nhiên thì mình cũng không mở ra phần bên trong được, cho nên là mình cũng không có show ra cho các bạn xem được. Về chất liệu ở đây thì chúng ta sẽ có 63% cotton nè, 31% polyester và 6% elastane. Không có tủ quần áo nào là hoàn chỉnh nếu trong tủ áo đó thiếu một vài chiếc áo thun polo như thế này. Một chiếc đây là một mặt hàng chủ lực và đa năng, phù hợp cho mọi dịp, từ một bữa ăn trưa bình thường đến một cuộc họp văn phòng hoặc là một ngày trên sân golf. Áo thun nam Lacoste là phong cách hoàn hảo cho bất cứ nơi đâu bạn cần đến. Áo thun nam của polo của Lacoste thì mang tất cả những cái nét cổ điển như là cổ khóa kéo nè và biểu tượng crop, có nghĩa là biểu tượng chú cá sấu đặc trưng của Lacoste. Giặt và ủi với sản phẩm này thì vô cùng dễ dàng mà vẫn luôn giữ được cái form dáng đẹp nhất mà bạn có thể hoàn toàn yên tâm để có thể mặc quanh năm. Rồi, đó là một số cái góc quay thực tế cũng như là một số chia sẻ của ship.vn để những bạn nào đang quan tâm đến dòng áo polo của Lacoste nha các bạn. Rồi, mã sản phẩm thì lúc đầu đây, mã sản phẩm nó vẫn còn in trên tag đây, các bạn có thể đánh chính xác mã sản phẩm này vào trang chủ của ship.vn để có thể mua được đúng sản phẩm này với giá tốt nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.